Hey, it's me again, là mình là Hoàng đây. Thì hôm nay là tuần thứ ba mà mình đã phải đeo cái bó bột này rồi. Thì dạo này do mình có mấy thằng bạn nó qua chơi á, nên nó đã vẻ bậy lên lên chân của mình. Và hôm nay thì mình sẽ được đi cà phê với tụi bạn mình. Đây là lần đầu tiên mà sau 3 tuần mình mới được đi cà phê lại và đi ra ngoài nhiều. Thường thì trong tuần này mình chỉ có đi học ở trường chỉ đúng một ngày thứ hai mà thôi, nên là cũng chả đi ra ngoài đường mấy. Hiện tại bây giờ mình đang ngồi đọc sách. Cuốn sách này có tên là Poor Dad, Rich Dad and Poor Dad. Và cuốn sách này rất là hay. Hey, it's just another day. Và thật sự hôm nay là ngày 12, là tuần thứ ba mà mình phải bó bột như thế này rồi. Và trong cái cuối tuần này vào ngày thứ sáu, đó chính là ngày 19, là mình sẽ đi tháo bột. Chung cũng đã tới thời gian mà mình quay lại thực tại rồi, thật sự hơi chán. Tại vì trong cái thời gian này mình toàn ngồi một chỗ không, chả làm được gì mấy. Đã lâu lắm rồi thì mình cũng không nói nhiều về công nghệ lắm, mặc dù mình là một người rất rất là yêu thích công nghệ. Nên hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó chính là technology. Let's go. Nếu mà các bạn có biết á, thì mình có xài ba nền tảng cùng một lúc. Thật sự là hai nền tảng, thứ nhất là Android và thứ hai là iOS. Trên mỗi nền tảng này, mọi cái điện thoại đều có một cái assistant riêng. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là những cái assistant mình hay xài. Thì cái assistant thứ nhất đó chính là Siri. Thì mình sử dụng một Siri ở trên laptop. Tiếp theo đó chính là gì? Đó chính là Google. Thì Google mình sử dụng ở trên chính điện thoại của mình đang quay đây. Và tiếp theo đó chính là một cái assistant thứ ba, chắc chắn các bạn có vài các bạn sẽ nghe cái này rồi, đó chính là Bixby. Mình sử dụng Bixby trên chính cái đồng hồ của mình đây, mình mới call nó ra đây. Thì ba cái ứng dụng này nói chung cái nào cũng có cái hay, cũng có cái dở của nó, nhưng mà trong video này mình sẽ cho các bạn xem những cái assistant sẽ hoạt động như thế nào với cái câu lệnh này nha. Hey Siri, rap for me. Here's one about washing up, courtesy of Curtis Blow. Get your soap out, everybody. Cause you might goof up and touch hey, your Siri. Face. Not a fan. Stop, stop. I think it is enough. Và cái tiếp theo mà mình muốn nói tới đây, đó chính là Google. Thì thật sự Google mình không thể nói được, tại vì hiện tại mình đã sử dụng Google ở trên điện thoại của mình. Nên nếu mà mình nói cái từ thì nó sẽ hiện thẳng lên cái điện thoại và nó sẽ dừng quay phim. Nên mình sẽ nói tiếp tục về cái đồng hồ của mình. Đồng hồ mình sử dụng là Bixby, nên bây giờ mình sẽ hãy thử call nó nha. Hi Bixby, rap for me. That's it. Và tiếp theo đó chính là cái cuối cùng, đó chính là rap for me. I can rhyme, and I even have an original poem I've been working on. An ode to search, I love to search, I cannot lie, I'll search at all. Right. I am not shy, search for pictures, search for pie, I search, at least I try. Okay. What the fuck, bro? Sao mày quay tao kia tao không mày mày? Tao không bao mày đâu nha. Lấy trả tiền á. Tiền đá mày luôn. Giữ ra. Đi sao thế? Hey, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Và không hiểu tại sao sau cái đoạn clip đó mà mình đã bị trúng gió hay sao đó, cái mình bị bệnh và nằm liệt giường tới bây giờ. Bây giờ hiện tại là 7 giờ 45 phút tối và mình không thể nào mà dậy được. Nhưng mà hôm nay cũng là một ngày mình ra cái clip mà quẹt chân, gãy chân đi học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng ra sao. Và mong các bạn sẽ đón xem điều đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết nha. I'm out. Hey, what good everyone? Hôm nay là ngày 19 tháng 6 và hôm nay là ngày mình đi tháo bột.
Cuối cùng và đã tới ngày này rồi. Đi thôi. Điều đầu tiên mà mình phải làm sáng nay đó chính là dậy đi ăn sáng. Không phải đi ăn sáng nữa, mình thật sự ăn sáng ở nhà. Sáng nay ăn mì tôm cho nó nhanh. Điều rất là tuyệt vời mà mình sẽ được làm sau 6 tuần mình mới được làm lại, đó chính là cắt tóc. Bình thường thì 2 tuần mình cắt tóc một lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình cắt tóc sau 6 tuần. Đầu tiên mình để cái loại mà hút môi trần như thời kỳ mình đã. Nhưng bây giờ tóc mình đã dài ra, bây giờ mình đã bắt đầu có mái một xíu và chắc là mình sẽ để undercut lại. Let's go! To, nhau, hai màu khác nhau, dù. Cái này. Xong rồi đấy. Bây giờ là phải gắn cái này trong vòng 1 tuần để cho cái cơ, cái khớp nó mềm. Sau đó 1 tuần sau mới được đi lại.